Tại SEA Games 30, Việt Nam đứng nhất toàn đoàn ở bộ môn điền kinh với 16 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 10 tấm huy chương đồng. Con số 16 huy chương vàng có thấp hơn so với thành tích ở SEA Games 29 trên đất Malaysia, nhưng vẫn ghi nhận sự tiến bộ lớn về chất lượng. Để có được thành công này sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến công sức của chuyên gia huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, ông Simeonov Vladimir Histop. Mặc dù SEA Games 30 đã kết thúc từ lâu, nhưng mới đây, chuyên gia người Bulgari mới nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khi có thành tích huấn luyện, chỉ đạo vận động viên, thi đấu xuất sắc, giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 diễn ra ở Philippines vào năm 2019. Hôm nay là chúng tôi có cầm lên để trao tặng cho chuyên gia Vladimir Christoph Simonov bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Đấy là một sự ghi nhận công lao đóng góp của chuyên gia đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung và Việt Nam nói riêng. Mặc dù là nó chậm hơn so với khi kết thúc SEA Games của những nửa năm rồi, chúng ta cũng biết là đối với các chuyên gia thì đây là những cái phần thưởng mang tính chất tinh thần rất là lớn, và chúng ta cũng rất hãnh diện cũng là nói chuyện qua với những điểm đặc biệt là người thân ở quê nhà, và sau những cái thời gian với những cái đóng góp như vậy đã được chính phủ, được nhà nước ghi nhận. Chuyên gia Simeonov Vladimir Histop được đánh giá khá cao bởi ông đã có nhiều năm kinh nghiệm cũng như từng làm việc ở nhiều nước tại khu vực châu Á. Sự có mặt của ông đã giúp cho điền kinh nước nhà ngày càng phát triển và gặt hái được những thành công trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là ở tổ nhóm 400m của cả nam và nữ. Việc nhận được sự ghi nhận của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để ông Vladimir Histop tiếp tục cống hiến cho thể thao Việt Nam nói chung và điền kinh nói riêng.